Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản. Hội nghị đã nghe các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 13, khối các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện bước 2 quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương. Theo báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được biên bản hội nghị cử tri nơi công tác, biên bản hội nghị ban lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của 183 người ứng cử, trong đó các cơ quan đảng giới thiệu 11 người, cơ quan chủ tịch nước giới thiệu 3 người, chính phủ giới thiệu 20 người, cơ quan khối tư pháp 2 người, lực lượng vũ trang 16 người, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 31 người, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan đã tổ chức giới thiệu 100 người ứng cử. Trên cơ sở thành phần số lượng đại biểu đã được phân bổ ở Trung ương, căn cứ danh sách trích ngang, các đại biểu đã trao đổi thảo luận để lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Các ý kiến đều thống nhất với danh sách giới thiệu người ứng cử, bày tỏ sự tin tưởng vào sự giới thiệu của các cơ quan cũng như những người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ra ứng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu còn bày tỏ băn khoăn về độ tuổi của đại biểu chuyên trách để đảm bảo tỷ lệ tái cử, vấn đề số dư để có sự lựa chọn tốt hơn, tỷ lệ người ngoài đảng, dân tộc ít người, ít thời gian để chuẩn bị danh sách. Các ủy viên đoàn chủ tịch đã biểu quyết hiệp thương thông qua toàn bộ danh sách sơ bộ 183 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 theo tờ trình của Hội đồng bầu cử đã chuyển sang để làm tiếp bước 4 là lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và lập danh sách chính thức tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3.